bánh căn. Bà con đã biết bánh căn hết phải không bà con? Bánh căn thì ăn nó cũng tốt cho sức khỏe, mà nó rẻ tiền, nó tốt thì tốt vậy, nhưng mà không phải ai cũng ăn được bánh căn đâu bà con. Có những bệnh thế này và những người thế này, vui lòng đừng ăn bánh căn để nó tốt cho sức khỏe của mình. Đó là những người đang mong muốn giảm cân là không ăn bánh căn. Bà bầu, phụ nữ đang cho con bú dạ dày, viêm loét dạ dày, tiểu đường, gút, huyết áp, mỡ máu, người lớn tuổi là vui lòng không nên ăn, không nên ăn bánh căn bà con ạ. Bánh căn những người đó không nên ăn. Còn ngoài ra thì nó tốt cho sức khỏe trong hay không? Nó tốt cho sức khỏe là hệ tim mạch tốt, giải cảm, mà ăn no cũng được. Nhưng ăn 5 ngày thì nghỉ lại 2 ngày để nó tốt cho sức khỏe của mình. Bởi vì bánh căn là những người không nên ăn, còn lại ăn được tốt hết. Cho nên mong muốn rằng bà con ta ăn như gì được tốt. Và một ngày chúng tôi ra 4 video đời sống và sức khỏe bà con ơi. Bà con thấy được thì đăng ký, vui lòng đăng ký để ủng hộ chúng tôi. Và đồng thời chia sẻ để mọi người cùng nhau mạnh khỏe. Và 4 video nói về đời sống sức khỏe, bệnh gì, ăn gì, ăn gì thì đến với quý vị ngay khi tôi phát hành bà con nha. Bánh căn là những người mong muốn giảm cân không ăn. Bà bầu đang cho con bú bị dạ dày, viêm loét dạ dày, tiểu đường, gút, huyết áp, mỡ máu, và người lớn tuổi 60 trở lên là không nên ăn bánh căn. Còn ngoài ra bánh căn nó tốt cho những người còn lại, nó tốt cho những mình còn lại là cái hệ tim mạch tốt, giải cảm tốt, ăn no cũng được. Nhưng mà ăn 5 ngày thì ta phải nghỉ 2 ngày rồi mới ăn tiếp, vì ổn định cho sức khỏe mọi người. Bà con nhớ đăng ký giùm bà con. Bà con đăng ký ủng hộ chúng tôi là 4 video nói về đời sống sức khỏe sẽ đến sớm với bà con. Để bà con chia sẻ cho mọi người cùng nhau mạnh khỏe bà con ơi. Xin chào nào nào.